Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác với một cây địa lan hoàng kim bảo. Khi mọi người nhìn thế này có thể là mọi người sẽ không nhận ra rằng là cái cây hoàng kim bảo này nó lại cần lại cao như này, đúng không ạ? Đây em sẽ quay tổng thể của cây địa lan hoàng kim bảo. Cần hoa rất là cao. Thì mọi người có thể sẽ hay gặp cái trường hợp là cái cây hoàng kim bảo ấy là cái cây mà cần hoa là thấp. Cần hoa là thấp có nghĩa là hoa nó không được thoát cần, không được thoát hết lên phần trên lá như này đâu. Thường hoàng kim bảo bắt đầu hoa nó thấp ở dưới này. Đấy, cần hoa thì cao ở đây thôi. Nhưng năm nay thì có một số cái cần hoa này rất là cao. Thì cái cây hoàng kim bảo này thì nó cũng rất là đặc trưng. Cái kiểu dạng thân lá và cái kiểu dạng hoa của nó, nó rất là đặc trưng, cái bông hoa của nó. Nhưng là năm nay thì do là địa lan lạnh nên là địa lan nở muộn và kém hơn, nên là có một số cây cây ví dụ như những cây hoàng kim bảo này cũng là cây Trung Quốc. Hoàng kim bảo này thì nó cũng là một trong những cái cây địa lan truyền thống của Việt Nam, nhưng mà cây này những cái cây mới có một số cây như hoàng kim bảo hay thanh trường ấy, thì nó cũng là Trung Quốc nhân giống rất nhiều, thì thanh ngọc thế đấy thì giá cả nó bình ổn hơn nhờ có cái Trung Quốc đang nuôi trồng, thế nên là mình giá cả bình ổn hơn. Còn cái việc mà nuôi trồng cái cây Trung Quốc với cây Việt Nam ấy thì nuôi trồng nó như nhau, về cơ bản là chúng ta phải chịu khó chăm sóc thì cây nó to và nó sẽ cần hoa đẹp thôi, chứ còn nó cũng không có gì khác nhau cả, hoa nó xem nhau thôi, có năm nở đẹp năm nở xấu, nó sẽ có năm thay đổi bộ cánh, thay đổi màu sắc, đấy là do môi trường và do khí hậu nuôi trồng, do cách chăm sóc, cho cách cho bón phân thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là hoa có năm thì xanh hơn, có năm thì vàng hơn, có năm thì nở sớm, năm nở muộn. Nó phụ thuộc thời tiết nhiều. Nói chung là nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Độ ẩm, thời tiết và cách chăm sóc. Cách chăm sóc thì cả phân bón, cả tưới nước. Đấy. Thì em sẽ nói sơ qua với cái cây này một chút để nhanh thôi. Anh chị sẽ nhận ra được cái cây hoàng kim bảo này rất là đơn giản. Anh chị nhìn dáng lá của nó. Dáng lá của nó, cây này nó là dạng cây trực. Lá của nó khá là dựng. Lá dựng lên đấy, như cây mía, thẳng tưng. Nó khá là thẳng. Cái thanh ngọc thì nó mềm hơn. Lá mềm hơn cái cây này một chút. Nhưng hoàng kim bảo lá nó hơi dựng. Nó dạng trực diệp. Bình diệp là thanh ngọc. Thanh ngọc nó dạng bình diệp, nó ngả như này. Nó ngả lên nhiều hơn. Còn cái hoàng kim bảo nó nhiều cây lá dựng này. Đấy. Thì cái hoàng kim bảo này thì cái dạng củ của nó thì nó là dạng đây thì nó không có cái mầm nào cả. Nhưng mà cứ cái bông là xanh vàng thì anh chị cứ mặc định là thân mầm nó phải xanh vàng. Thứ nhất, thứ hai là cái bộ gốc của nó ấy, thì nó vẫn là từng theo củ, thân mầm xanh vàng, phân theo củ như mọi cây khác nhau, bậc cây bình thường nó cũng dạng như kiểu củ thanh ngọc thôi. Đấy, nhưng mà đây thì nó rất là khó để nhận dạng củ. Cái này thì hoàng kim bảo này không nhận dạng củ. Cái này thì củ nó cũng như những cái cây củ khác thôi, củ nó cao khoảng tầm độ 2-3 cm và to khoảng từ 1-3 cm. Khi mà thường thì chiều cao nó sẽ cao hơn là cái phần cái bề rộng, như củ này khá tròn. Khá tròn dạng như thanh ngọc. Thanh ngọc mà củ cao, ví dụ như củ hoặc cái bản này mà cao 3 cm thì nó có thể là bề ngang của nó khoảng 2 cm. Khá cân đối và to. Có cái bảo lá nó thường hay dựng hơn. Đuôi lá của nó phần lá của nó vẫn dựng lên như này. Đấy, gì đấy. Và cái đuôi lá của nó thẳng tưng lên rời này. Thẳng tưng, chứ nó không vặn, nó không vặn đầu đuôi này như là thằng thanh ngọc. Thằng thanh ngọc thì cái đuôi lá này của nó sẽ hơi vặn. Đuôi lá này của thằng thanh ngọc nó hơi vặn này. Đấy, nhưng hoặc cái bảo là thẳng tưng. Đấy. Và cái dáng lá của nó là dáng lá dựng. Dáng lá dựng là của hoàng kim bảo. Dáng lá dựng. Và có một cái nữa đó chính là khi mà anh chị sờ cái lá này, nó rất là gai. Gai rất là sắc. Sắc hơn là thanh ngọc. Thanh ngọc cái gai nó mềm hơn. Nó có đoạn không có gai. Ví dụ như cái cây này nó gai từ đây lên này, thì đến chỗ này thì nó sẽ như thanh ngọc. Nó sẽ gần như không gai, ít gai. Lên đến đây nó mới có gai. Nhưng cái cây hoàng kim bảo này nó gai là gai cả cái lá luôn. Thế nên người ta xem địa, người ta hay sờ lá là để cảm nhận về cái độ gai của nó. Cái gai này này, cái độ gai của cái lá cây. Và cái lá cây hoàng kim bảo thì nó khá là nhọn. Nhìn thấy không? Nhọn như gươm giáo. Đây này, đại loại nó rất là nhọn. Nó có thon nhỏ đều thôi.
chứ nó cái nào cũng nhọn cả, nhưng có cái thì nó bầu tròn. Nhưng hoa kim bảo ấy thường thì nó nhọn như này, nó cứ nhọn đều, nhỏ đều, nhỏ dần đều, chứ nó không phình phình kiểu như những thằng khác. Đấy, có nghĩa là ở giữa này rất là to, nhưng mà nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Có những cái cây ví dụ như cây thanh ngọc ấy, nó giống cái này nhưng mà nó nhỏ, nó to to to, nó cũng đều 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 đều, nhưng mà cái chỗ này nó thắt vào luôn. Cái chỗ đuôi lá này bắt đầu nó thắt vào, thắt nhiều hơn, xong bắt đầu vặn vào đỗ. Đấy là kiểu của thằng thanh ngọc. Còn thằng hoa kim bảo nó thẳng tưng này. Đấy, thấy không ạ? Hoa kim bảo nó thẳng tưng như này luôn. Thẳng tưng. Và cái lá của nó nhỏ đều, nhỏ dần đều, khá là dễ nhận diện. Nhìn dáng lá của nó thì nhỏ và dễ nhận diện, bởi vì dáng lá nhỏ đều và thẳng tưng, không vặn vào đỗ. Và sờ vào thì gai rất là nhiều. Gai cả hai bên mép này. Hai bên mép này người ta sờ để cảm nhận độ gai. Nói về hoa của nó thì hoa của cái cây hoàng kim bảo này thường là chưa Tết. Nó vào dịp xuân lan nhưng mà nó không vào Tết. Như cái cây này thì nó nở bây giờ đang là tháng Giêng, qua dòng Giêng rồi. Hôm nay thì gần 20 tháng Giêng thì nó nở như này. Nhưng còn một số cây là nó cũng chưa nở. Bởi vì hoàng kim bảo này thường nó nở muộn Tết một chút. Hoàng kim bảo nở muộn Tết, hoa của nó xanh vàng. Khi mà những cái cây hoàng kim bảo nở đúng Tết cũng có, nhưng đa phần là nhập Trung Quốc về. Nhưng Trung Quốc thì nó có cây thì nở kịp, cây nở không. Bởi vì nó khi mà thay đổi thời tiết thì nó cũng cái sự phát triển nó cũng bị dừng một thời gian. Nói đến về cái bông hoa của nó, em sẽ nói về cần hoa. Cần hoa của cây hoàng kim bảo này nó to như thanh ngọc thôi, nó như nhau, như nhau. Nhưng mà năm nay thì cái cần hoa này khá đẹp bởi vì nó thoát cần. Nó thoát cần, nó thoát hết lá nó mới bắt đầu ra hoa. Nhưng mọi năm ấy thì là nó sẽ hoa của nó sẽ phần dưới. Nó phần dưới này là nó có hoa rồi. Và cần hoa nó không cao như này. Cái thanh ngọc cần hoa cao thôi, hoàng kim bảo cần hoa thấp. Nhưng năm nay cần hoa nó cao này thôi. Đấy. Cần hoa của nó cao tối đa là khoảng tầm 1m1, 1m1, 1m2 là rất là cao. Còn không thì bình quân, bình thường của nó thì rơi vào tầm 7-80. 7-80 là nhiều thôi. Nhưng còn như cần hoa đây nó phải rơi tầm 1m2. Nó rất là cao. Rất cao. Nhưng chỉ năm nay thôi. Chứ còn như mọi năm thì cần hoa nó chỉ tầm độ 7-80 là phổ thông, là chủ yếu nhất. Thì nói về cái bông hoa của nó, hương thơm của nó thì như nhau. Địa lan xuân thì nó như nhau. Địa lan xuân thì bông nào nó cũng như nhau. Hương thơm của nó như nhau. Đây, anh chị nhìn vào cái tổng kết hoa của nó. Hoa của nó thì với như cái bông trên này. Đấy, bông trên nó là xanh vàng, bông dưới nó cũng xanh vàng. Mới nở thì cây địa nào nó cũng nở xanh sau vàng. Những cái lưỡi của cái cây này, cái môi hoa của nó ở dưới này, mọi người chú ý là nó hay vặn vẹo này. Đấy, chứ nó không vặn vuông và như những cái cây khác đâu. Đấy, vặn vẹo này, lưỡi nó vặn vẹo, vặn vào đỗ này. Đấy, bông trên này nó cũng vặn này, nhưng nó vặn thẳng. Còn cái cây này nó vặn chéo, vặn xiên này. Đấy là những cái đặc biệt của cái thằng này. Nó cũng có lưỡi vuông nhưng mà có nghĩa là nó tỷ lệ ít. Còn tỷ lệ 1-2 bông đầu nó hay bị vặn vẹo như này. Vặn chéo này. Vặn chéo, mọi người thấy không ạ? Nó vặn chéo, nó không vặn vuông. Chia hoa của cái cây này thì nó cũng chia lung tung. Tay hoa của nó khá là thăng hoa. Nó cũng cao lên như những cây bình thường. Và nó ra hoa ôm cần, nhưng mà cây hoa này nó chia hoa nó không đều, mỗi ngày nó nở khoảng 1-2 bông, chia hoa nó không đều với những cái thời tiết hiện tại là rơi khoảng từ 20 đến 28 độ, 20 đến 25 độ thôi. Như hiện tại Hà Nội thì nó chỉ khoảng 20 độ thôi, thì có nghĩa là mỗi ngày nở một bông. Khi nắng hơn thì mỗi ngày nở khoảng 2 bông, còn khi lạnh hơn thì 2 ngày nở 1 bông. Đấy, thì khi nở được nhiều nở ít thì nó phụ thuộc vào cái việc thời tiết. Chăm sóc của cái cây hoàng kim bảo này thì nó cũng như những cây địa lan khác, quan trọng nhất là cái thoát nước. Thoát nước thì mình cứ phụ thuộc vào cái giá thể. Giá thể của nó phải thoát nước, mình nên sử dụng những cái giá thể thoát nước tốt như là xỉ than, vỏ thông hay là đá bọt hay là một số những cái đất Nhật hay sỏi nhẹ. Nói chung là giá thể càng thoát nước càng tốt, vỏ lạc, chấu hun cũng được. Hay kể cả là mùn dừa cũng vẫn rất tốt, nhưng mà cái là về cơ bản là chúng ta phải điều khiển được cái nước của nó để cho cái bộ rễ của nó không bị giữ quá nhiều nước. Nếu như bộ rễ của nó giữ quá nhiều nước thì những cái rễ cũ của nó hay bị thối. Còn những cái giá thể mà thoát nước tốt, nó khô hơn ấy, thì những cái rễ cũ nó đỡ bị bệnh và đỡ bị thối nhũn hơn, thì nó sẽ không lây lan bệnh lên cây và cây nó sẽ phát triển tốt. Mọi người có thể tham khảo thêm một số những cái video và một số những cái bài viết
trên website hoặc là trên video trên YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa, và một số những cái trang thông tin khác. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.